365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 236. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thiêu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời chân phước Henry Suso. Vậy anh em hãy hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, và như vậy anh em sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Học với Chúa Giê-xu. Lời Chúa hôm nay gửi đến những ai vất vả lầm than trong mọi thời đại. Gánh nặng đối với người Do Thái ngày xưa phải gánh trên đôi vai của họ 613 điều răn, trong đó có 365 điều răn tiêu cực cấm đoán và 248 điều răn tích cực khuyên nhủ. Kế bên đó, dân chúng lại thường bị nhóm người Pharisêu và các luật sĩ, những người có thế giá trong xã hội Do Thái, dùng luật lệ để chèn ép họ. Vì thế, cuộc đời họ là một gánh quá nặng, không thể vác nổi. Trước bối cảnh đau khổ của dân chúng, Chúa Giê-xu đã mở ra cho họ một con đường mới, thanh thoát, nhẹ nhàng và tự do hơn. Con đường đó là chính Chúa. Ai đau khổ, vất vả lầm than đều được phép đến với Chúa để Chúa bồi dưỡng và để được nghỉ ngơi bên Chúa. Ai bị cuộc đời bất nhân, lấy mất điểm tựa và niềm hy vọng đều được phép tìm Chúa và nương tựa vào Ngài, được phép phó thác hoàn toàn cho tình yêu của Chúa, và chắc chắn người đó sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Như lời chân phước Henry Suso nói: "Ôi dung mạo tuyệt vời của Đấng là mục tử nhân lành. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Có gì êm ấm bằng cùng lòng nhân hậu của Chúa? Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Lạy Chúa, lời Chúa mời gọi chúng con hôm nay là lời tình yêu dịu hiền và vô biên của Chúa, lời mở ra cho chúng con đồng cỏ xanh tươi, lời ủi an, ôm ấp, vuốt ve tâm hồn chúng con trong sự dịu ngọt của tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con tri ân Chúa. Vâng, Chúa ơi, còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Lạy Chúa Giê-xu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy chân phước Henry Suso, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giê-xu. Mời bạn cùng tôi để hai lời dịu ngọt dưới đây
vang vọng luôn mãi trong tâm hồn và ngày sống. Sau mỗi lần tâm hồn bạn nếm được hương vị dịu ngọt của lời, bạn âm thầm tâm sự với Chúa ngang. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Sống vui